Utu Anggus. Takilan kok jiar. Cilaan. Sing ngejak party. Sing Anggun to Vidya. Oke, Anggun. Desa penari jangkrik. Aku cinta. No. Aku doi. Doi ya? No. Nước. Nước kan nước kan. Đi vào em xem có thêm nước. Bây giờ, bây giờ, và quán lấy tay tay tóc học. Đây thằng Phong nó vào lấy đây. Quà ơi. Quà ổi á. Quà ổi. Quà ổi tí về mua. Bây giờ ở đây không có. Chỉ đi ăn ổi ăn roi thôi. Cherry các thứ thì ở đây không, ở bên đây có. Có. Nhà em chào cái gì không? Nước đây thưa cô. Có cái nào anh mở ra. Có. Cảm ơn anh. Không biết tiếng Việt đấy. Biết nhiều tiếng Việt. Toilet. Phong. Dùng hết bao giờ thì nạp tiền vào mà dùng đi. Vật cái gì? Máy máy đằng kia đâu? Rất là mất thời gian. Đằng kia đâu? Đằng kia trên đây là còn một số thành viên của là Team Giang các em chưa đến mà ngại thì đến mà ngoài này xong rồi bây giờ còn cái gì nhỉ? Delay. Đấy. U nhưng chơi thì cách mọi người ạ. À. Đấy. Thì bây giờ là tất cả mọi người đang chờ để vào quán. À không phải quay quán đâu, không PR. Ừ. Đấy. Dìa cái thằng phóng viên này. Không vâng, được rồi. Lê Trung Hoàng, phóng viên thường trú tại Hà Nội. Dạ, rồi. Cảm ơn mọi người. Đi quay tiếp. Dạ ba. Cúp. Thường trú tại Hà Nội. Có được máy chưa? Được rồi. Lê Trung Hoàng. Hon. Hello. Member Quang. Yeah. Hon. New member team Milan. Yeah. Lê Trung Hoàng. Có thể có đi tổ. Chúng bị cây rồi sao ấy? Bị cây trước trên anh. Hello mọi người. Mọi người. Chào gì đấy nhỉ? Vidya. Vâng, Vidya. Đây là hot trên TikTok. Đây là anh Duy Cường. Đó, một anh của mình. Đấy, lâu lắm rồi anh em chưa gặp. Ăn nhiều như anh ăn nhiều thì em ăn ít đi tí. Béo nhá. Bốc xuống đây.
Đây này con Zelo. Adi. Hello. Adi là good boy. Good boy. Bông thơm. Bông thơm. Bông thơm. Bông thơm. Cảm ơn. Cảm ơn. Không cần đâu, ngập bù to xui này lắm. Thần thánh. Thần thánh này mình đã tổ chức hôm nay thì có dành cho những người đi to xui lòng tàu. Bao nhiêu ơi? Sumpah này cái mình đi vào cái đứa thế là bụt thế hiểu. Thì là kẻ này sẽ nghi chú là qua tầng kẻ này. Cái gì? Chúng mày chút tiền thì ngày mang đây tao cây ATM đây. Chúng mày phải đi chút tiền đâu. Đập nước cả nước. Trần. Tao bằng này cũng được đi đi. Trần. Nổ. Đói quá nhịn. Nhịn cây ATM. Bây giờ đi để ăn mà. Ui, TikTok Univu. Apa? Indah ya. Kak indah. Ah. Dia indah. Vietnam. Aku sarang gua tekne komen belas itu wong-wonge pada bingung. Guys, aku enggak menggatekkan komen kok ya, tenang. Aku tidak menggatekkan komen karena aku enggak mau apa namanya? Enggak mau marah-marah. Jadi aku tidak menggatekkan komen. Ya. Satu kata buat sedil. Aku enggak melihat, aku enggak ngelihat komen. Nah, udah. Enggak. Oh, wis duwe pacar dhewe-dhewe. Soalnya apapun kelakuanku mesti salah. Makanya aku enggak ngelihat komen, dah biarin aja. Kalian tuh enggak usah pada marah-marah, guys. Aku dihina, dicaci, dimaki, enggak apa-apa. Yang penting aku tidak menyakiti hati kalian. Sewing ya lo. Kita nongkrong di pinggir jalan ya. Senengmu nek mung hujat aku penting kowe bahagia. Ya Mas ya. Sak senengmu. Kowe hujat aku penting awakmu bahagia. Tên là gì? Lydia. Thì được, tưởng. Tưởng lại không biết tên. Không chơi TikTok nhưng mà hơi bị thích luôn. Mới chỉ là hơi bị thích thôi gì? Luôn. Này, Facebook của chị cũng hơi bị ăn của em nhiều cực kỳ luôn đấy. Nhìn này. Đây, thế này là được cái gì? Đâu? Thế nào? Chị với cái con bé này này là hai người mà xem video của bọn em nhiều nhất luôn. Nhất à? Ừ. Cập nhật từng tí một luôn. Hôm nay đăng video nào rồi? Đăng video à? Đại điêu rồi, hôm nay không biết đăng. Hôm nay cái gì nhỉ? Ở trên team.vn đúng không? Nhưng mà hôm nay đã đăng video nào chưa? Hôm nay không xem video, khổ lắm. Hôm nay sinh nhật bố đang ở trên tàu. Nghe thấy bảo cái xuống luôn. Hôm nay thấy có video lên chương trình TV đúng không? Đúng. Cả hai đứa đúng không? Đấy thấy chưa? Đúng không? Đúng. Đúng. Cứng. Cho xin hai kiểu hai vợ chồng nhé. Ok, hai vợ chồng. Đã bảo là chưa cưới mà cứ vợ chồng. Tin tưởng. Thôi đáng yêu lắm. Trẻ mà giỏi quá. Giỏi gì, có gì đâu mà giỏi chứ. Ok. Trần, bắt đầu mẹ luôn gọi nên bố đi là bố. Mất thời gian đấy nhỉ. Bắt đầu mẹ đi thì thà nên thì tao ảnh của em cho nhanh. Có bạn thì đâu có 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 đâu có
đâu đây. Ui, quá cái gớm. Ờ, chị cũng là người nổi tiếng chứ không phải là gớm đâu. Nhưng mà chị rất thích em. Hiểu không? Chị có cả một lít tích hơn 100.000 nữa. Nhưng mà chị là, thực sự là chị bảo chị là buôn bán. Nhưng mà chị cũng không chơi TikTok nhiều. Nhưng mà chị rất thích bọn này. Bởi vì là, thực ra là ngày trước nó kiểu như là, tức là thấy bạn này rất đáng yêu này. Nói chuyện, nói tiếng Việt rất giỏi, siêu lắm. Nhưng cái lúc mà giận dỗi, bĩu môi đi mà. Bĩu môi. Hơn rồi. Em ơi cưng lắm. Trời ơi. Không bao giờ con người không biết gì về mạng thì nói chuyện. Người Trung Quốc mới đi về. Không biết gì đâu. Sáng lợi bao giờ về. Ở Việt Nam một tháng. Một tháng rồi. Bây giờ trước em cũng trai cho con lâu quá đi. Lần đấy xong em này. Tôi còn nghe cái bài ông hát luôn đấy. Bài gì? Cái gì nhỉ? Không cần biết là cái bài mà cái gì? Cái tên của tên là bài mà mắt xong bếp vô đồng mắt không đấy mấy bài đấy luôn đúng không? Uống nước, tức là uống nước bài hát ông terima kasih. Kasih. Cho mới. Có chụp cả chân không? Chân không? Chân không? Chụp chân không? Chụp đi. Chân đi. Chụp một cái bắt tay. Ok. Cháu hôn đạt cái được không? Ờ. Ok. Nhiều ngơ ngác. Trời ơi, đẹp. Là thằng nào đòi hôn thế? Hút ra các bạn. Đẹp. Ok, đi không hôn à? Hôn em hôn bên này. Gì à? Nó sẽ lọ ra vào đó. Nào, vì sao? Vì hoảng đấy. Ini saya lorak pada. Masuk angin. Ini dilorak diujat wong-wong gitu. Harus kepres gak bisa juga. Mau bersin gak bisa. Tunggu saya lah. Oke. Nih, foto. Sedang. Em đứng sang bên này này. Em đứng bên này để cho nó một cho nó tụt hẳn xuống đi. Này, đứng kiêng người lên, kiêng lên cho nó cao lên một tí. Nào, anh đã có chung không? Ok anh ơi. Đọc rồi. Vào luôn đi.